Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tăng đoàn, các giới tử Sa Di, Sa Di Ni và Bát Quan Trai Giới. Hôm nay là ngày cuối cùng của khóa tu xuất gia 7 ngày lần thứ 6 tại chùa Giác Ngộ. Thì trong buổi pháp thoại này đó, Thầy tiếp tục trả lời vấn đáp các thắc mắc của giới tử tham dự khóa tu. Chiều hôm nay vì là ngày thứ bảy nên trùng với khóa tu búp sen từ bi, thì chúng ta nhường phần buổi chiều cho các cháu để nó tạo ra tính điều đặn. Ngày mai đó là giỗ tổ của chùa Giác Ngộ lần thứ 27, thì Thầy mời tất cả các giới tử nếu được thì ở lại tham dự. Để phần nội dung câu hỏi được hữu ích thì Thầy muốn có nhiều người đặt hơn, và mỗi người đó chỉ được hỏi một câu thôi, đừng hỏi hai ba câu để tạo cơ hội cho người khác. Cho nên tâm đắc với câu nào nhất á, thì chỉ hỏi câu đó thôi, và khi đứng lên hỏi đừng thưa gửi lung tung mất thời gian, đi thẳng vào câu hỏi, giới thiệu mình ở đâu và câu hỏi nó là gì là đi thẳng vào luôn. Dạ, con là Lê Huy đến từ Hà Nội ạ. Con có câu hỏi là khi thiền định, thì khi người ta phát sinh định rồi thì làm sao mình dẫn được tâm vào sơ thiền ạ? Mong Thầy hoan hỷ chia sẻ ạ. Trong bài kinh các cấp độ thiền định đó, được Thầy dịch và in trong quyển Kinh Phật cho người tại gia, Kinh Phật về thiền và chuyển hóa đó, thì cấp thiền thứ nhất là ly ái dục, sinh hỷ lạc. Thì cấp thiền này trong suốt 7 ngày tham dự khóa tu xuất gia đó là quý vị đã đạt được rồi, tức là không dướng dính đến tình yêu và sinh hoạt tình dục mà không bị đối khắc về nó, thì người đó được gọi là đang trải nghiệm sự hỷ lạc thay thế. Cho nên thời gian tham dự khóa tu hoặc là trong những lúc sống độc thân mà không bị chi phối bởi, trói buộc bởi, ảnh hưởng bởi, ám ảnh bởi tình yêu và tính dục đó, thì lúc đó quý vị được xem là đang sống trong trạng thái sơ thiền. Sự khác nhau của người xuất gia và tại gia về thiền thứ nhất đó, là người xuất gia đó trải nghiệm nó dài hơn và giữ được nó lâu hơn. Còn người tại gia đó thì dầu là đang sống độc thân, có khi thì giữ được, có khi thì không giữ được. Cho nên đạt được sơ thiền là không khó lắm. Như vậy bên cạnh khoái lạc giác quan mà ám ảnh nhất là tình yêu và tính dục đó, thì chúng ta có niềm vui cao cấp hơn, không bị lệ thuộc và chi phối bởi các giác quan này.
Thì trong kinh điển có hai khái niệm: thiền duyệt thực. Niềm vui trong thiền định là một thực phẩm tinh thần. Thứ hai là pháp hỷ thực, tức là vui với chân lý trở thành thức ăn tinh thần của chúng ta. Và đây là lý do đó mà thầy thường kêu gọi các đệ tử xuất gia của thầy và các thành viên tăng đoàn tu học làm Phật sự tại chùa Giác Ngộ đó tham gia Phật sự nhiều, rồi tham dự thời khóa nhiều, để chọn một ngày đó tâm chúng ta trải nghiệm được hoặc là pháp hỷ hoặc là thiền duyệt, thì chúng ta no. Và khi no với hai thực phẩm này đó thì cái nhu cầu gọi là ăn uống về tình yêu và trải nghiệm về tình yêu sẽ không còn đặt ra nữa. Và người xưa cũng có câu là nhàn cư vi bất thiện, tức là ăn không ở rảnh thì thường làm những chuyện tào lao. Rồi cũng với chủ trương này đó, thì theo quan sát của thầy đó, tại Thường Chiếu, nơi mà thiền sư Thanh Từ đó sử dụng làm cơ sở đào tạo cho hàng ngàn các vị tu sĩ, và từ đó đó mới biệt phái đi hệ thống các chùa Trúc Lâm trên toàn quốc. Nếu quý vị đến đó vào đầu năm thì cảnh trí cây kiển sẽ ở vị trí này, đến 6 tháng sau đi đến thì các vị trí cây kiển đó được chuyển sang vị trí khác. Không phải do Hòa Thượng chủ trì Thích Nhật Quang là không có lập trường, mà vì Hòa Thượng muốn tạo cơ hội cho các thiền sinh đó, bận rộn làm hết việc này đến việc khác, chia ra làm hai nhóm: nhóm học Phật pháp vào buổi sáng thì chấp tác, tức là lao động vào buổi chiều; nhóm lao động vào buổi chiều thì học Phật pháp vào buổi sáng. Như vậy là suốt một ngày đó luôn luôn bận rộn cộng với các thời khóa, thì một ngày trôi qua với sự bận rộn mà bất cứ một sự dấn thân nào cũng gắn kèm theo chánh niệm và tỉnh thức, thì người tu đó mới dễ dàng quên đi thực phẩm tình yêu. Cho nên người tu được khích lệ không nghe nhạc tình, vì các hạt giống nó không chết đi dễ dàng, nghe nó trỏ dậy liền. Rồi không xem tivi, không xem báo chí đồi trụy, phim ảnh đồi trụy, vì chỉ cần vài ba phút xem, mất đến vài chục năm để rửa sạch nó. Do đó ngưng việc chu cấp các thực phẩm về tính bản năng, thì chúng ta không bị chi phối bởi, vướng kẹt bởi chúng. Và bằng thói quen này đó, thì đang lúc sống tại gia, cũng có những thời điểm chồng đi làm xa, vợ đi công tác xa, ở nhà một mình, thì quý vị nếu không có nhu cầu và vượt lên trên đó, thì quý vị đang đạt được trạng thái sơ thiền. Đó là đạt được cái hỷ lạc do không bị lệ thuộc và chối buộc bởi tính dục. Thì phần này chúng ta có chủ ý là có thể đạt được, không khó khăn lắm. Do đó người xuất gia khó nhất là ly ái dục để đạt được sự hỷ lạc cao hơn, mà cao nhất là hỷ lạc của Niết Bàn, trạng thái không còn khổ đau và các nguyên nhân gây tạo khổ đau đã kết thúc. Có nỗ lực thì chúng ta sẽ đạt được, có khi lúc đầu đó là 20%,
nỗ lực thêm 70%, rồi từ từ sẽ được trọn vẹn 100%. Nam Mô Phật, con tên là Châu Thị Thanh Tú, pháp danh Huệ Cát Phổ. Con xin Thầy giải đáp cho con. Con có một cái cảm xúc mà phải nói là mấy chục năm nay con không thể nào mà con chuyển được. Nếu mà ngoài đời á, thì với người thân, với những người xung quanh, con cũng bị trôi lăn rất là nhiều những cái đau khổ. Nhưng mà con, khi mà con hiểu được cái chân lý khổ vô thường vô ngã, thì con cũng quán chiếu vạn pháp hữu vi đều là vô thường, và con có quán chiếu về nhân duyên sinh và duyên sinh, thì con chuyển hóa được hết, con buông xả được hết. Nhưng cứ mỗi lần mà con nhắc đến Thế Tôn á, là con không có kiềm chế được cảm xúc, con không hiểu vì sao mà con không thể nào con định tâm được. Có một lần con đi xuống dưới Tứ Động Tâm ở Tiền Giang á, đi 100 người như vậy, con vô một cái là nguyên 100 người họ vui họ này kia, nhưng mà con không biết tại sao mà nước mắt con cứ tuôn, mà đến nỗi mà con nức nở luôn, mà con không thể nào con kiềm chế được. Mà mỗi lần mà con nghĩ về Thế Tôn là con bị như vậy. Trong khi ở ngoài đời con bị rất là nhiều cái, nhưng mà con chuyển hóa được là con có thực tập về thiền chỉ, và con cũng học về quán thân. Con cũng quán được duyên sanh và duyên hợp, và con buông xả được. Nhưng mà vì cái này thì con lại không chuyển được. Là vì sao? Con xin Thầy cho con giải đáp câu đó ạ. Đó là vì chấp vào cảm xúc. Khi thực tập nhận diện vô thường đó, thì quý vị nên bỏ với thứ hai là khổ, và nhảy thẳng qua với thứ ba là vô ngã. Với thứ hai đó xuất hiện với những người kém tu và thiếu học, đối diện trước mất mát, tổn thất, thay đổi quậy muốn đó, thì họ khóc, đó là chấp vào cảm xúc. Hoặc là khổ với những giọt nước mắt khô không lệ, tức là khóc ở bên trong, chứng tỏ bản để bên bài bằng sự đè nén, bằng sự thể hiện. Thì người tu học Phật đó, đối diện trước vô thường đó, cố gắng nhận thức cái này không phải là tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Ba phán đoán đó giúp cho chúng ta quay trở lại với việc quán chiếu bản thân, để từ đó đi đến kết luận vô thường là quy luật, khổ làm gì, khóc làm gì, tiếc nuối làm gì, và để cho vô thường gắn kết với con người sự vật mà chúng ta yêu quý mến tiếc chấp được trôi qua. Cho nên nhớ thực tập vô thường là phải nhảy qua liền vô ngã. Có những người cảm xúc trước những tổn thất, cho nên rơi những giọt nước mắt, và người như thế là khổ về cảm xúc nên nỗ lực khắc phục vượt qua. Cũng có những người khóc vì sự xúc động, hay là vì ấn tượng, hoặc là vì niềm vui. Ví dụ như là những người chiến thắng, đăng quang, đoạt giải quán quân, đậu thủ khoa, được giải thưởng, được tán dương, được coi trọng, thì trong niềm vui tột độ đó đó, con người trở nên khóc và ấn tượng một cái gì đó, thì lúc đó cái xúc cảm đó nó nằm ở một cái chặng giữa và cái lằn ranh giữa cái khổ đau và hạnh phúc, thì nó bật ra cũng là tiếng khóc. Cho nên trong kinh đó có một lần Ngài Xá Lợi Phất thay mặt Đức Phật nhắc nhở các vị đồng tu
hễ còn chấp vào cảm xúc là còn khổ đau. Mà dù cảm xúc thì nó có cảm xúc tích cực và cảm xúc tiêu cực, cái chặng giữa của đó đó là trung tính. Nhưng mà chấp vào cảm xúc thì nó giống như là cái hàng nhiệt biểu vậy đó, thấp nhất là có thể âm 50 độ C, cao nhất là có thể 52 độ C đối với khí hậu và thời tiết. Cho nên khi nói đến nhiệt độ thì nó bao gồm luôn cái phần âm độ chứ không phải là dương độ không. Thì nói về cảm xúc thì nó gồm có khổ đau và hạnh phúc, tiêu cực và tích cực. Do đó còn sống với các phản ứng cảm xúc là còn là cái rủi ro nối kết với khổ đau. Do đó khi đối diện trước tượng Phật, ảnh Phật, dầu là tượng lớn, tượng vừa, tượng nhỏ, chất liệu vàng, đồng, bạc, gỗ, xi măng, composite, mà rơi các giọt nước mắt á, thì đó là một cái phản ứng tiêu cực của cảm xúc cần phải được vượt qua. Có thể ở những trường hợp khác mình đè nén nhiều quá, thì trong tình huống này đó, cái niềm vui khi mà gặp được Phật đó, nó làm cho chúng ta rơi các giọt nước mắt. Dầu là vui bằng nụ cười hay là vui bằng giọt nước mắt thì đó vẫn là bị vướng kẹt trong cảm xúc. Tức là vui bằng nụ cười thì vẫn tốt hơn là vui bằng giọt nước mắt. Vui bằng nụ cười đó thì tâm hân hoan, tâm hân hoan nó giúp cho chúng ta có thể làm các việc lành, việc thiện, việc nghĩa, việc Phật, việc phụng sự, là đừng có đắm nhiễm vào nó. Còn vui mà khởi dậy những giọt nước mắt á, thì cái đó đó là chấp vào cảm xúc. Mà nếu không khắc phục vượt qua đó thì ở tuổi xế chiều dễ bị rơi vào trạng thái nhũng não, tức là đụng chút là khóc, đụng chút là khóc, và gần như mình không có cái dụng ý đó, mất phản ứng, mất kiểm soát, muốn khóc lúc nào khóc, mũi lòng một chút là khóc, chứng kiến một cái gì đó động lòng chút xíu là khóc, hoặc là thông cảm với cái gì đó, người nào đó là chúng ta khóc. Và cái đó không tốt cho sức khỏe. Cho nên bài kinh Giáo Huấn cuối cùng mà tối hôm qua chúng ta đọc đó, thì có mô tả hiện tượng là tôn giả Ananda, thư ký riêng của Đức Phật hai mấy năm, và rất nhiều các vị chân tu và Phật tử chưa chứng quả thánh thì đứng trước sự kiện Đức Phật qua đời đó thì đều khóc. Còn các bậc thánh A-la-hán trở lên đó, đã vượt qua và làm chủ được phản cảm xúc, cho nên đó, các vị ấy thản nhiên. Thản nhiên không có nghĩa là không có tấm lòng đối với Phật, nhưng mà vì làm chủ được cảm xúc cho nên cái phản ứng khóc và vui đó nó không còn chi phối nữa. Thì các vị vẫn giữ đúng bộ phận trách nhiệm của học trò đó, một bậc đạo sư vĩ đại, làm tất cả những việc tốt nhất có thể để tổ chức lễ tang, là cụ thể đó là lễ thiêu cho Đức Phật, rồi ổn định lại tăng đoàn, răn nhắc các Phật tử về việc tu học làm Phật sự, là tiếp tục con đường chuyển hóa từng bước thảnh thơi trên mọi ngã đường. Cho nên người nào mất một cái gì đó khóc, bị nói nhận một chút xíu là khóc, bị nói sai một chút xíu là khóc, rồi bị quan ngữ một chút xíu là khóc, là chấp quá nặng. Và gốc của cái khóc á, là chấp ngã một cách thầm lặng. Chấp ngã mặc cảm tự ti thì dễ khóc hơn. Chấp ngã cống cao ngã mạng á, thì lì lợm hơn hoặc là bản lĩnh hơn, vẫn là chấp ngã thôi. Cho nên gốc của cảm xúc là chấp ngã. Và người nào chấp ngã nhiều thì bị cảm xúc nhiều và thái độ nhiều, và cái đó đó nó làm cho chúng ta bị xa rời trạng thái thấy nhìn như thật, sống như thật, trải nghiệm như thật, để chứng đắc được cái tri thức hay là tuệ tri như thật, để cố gắng nỗ lực khắc phục phải vượt qua. Tức là trải nghiệm niềm hân hoan, chứ đừng có nên mũi lòng mà khóc. Thì để vượt qua đó thì nhẩm ở trong đầu như thế này: tôi rất hoan hỷ và hạnh phúc
khi diện kiến trước Đức Phật dưới các hình thái hoặc tranh ảnh hoặc biểu tượng khác nhau, tôi không khóc. Tôi vượt qua các hình thái nước mắt, khóc khô hay là khóc giọt nước mắt đều là khóc. Cái nhẩm điều đó thường xuyên, nó tạo thành cái lệnh điều khiển tự động, giúp cho chúng ta tự điều chỉnh. Đến lúc nào đó đứng trước Đức Phật mà mình không còn khóc nữa là tu thành công. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, khi con ngồi thiền thì có hiện tượng là có con gì nó bò phía sau gái cổ và trên gương mặt con, xin thầy chia sẻ. Đó là ảo giác tạm thời do tu sai. Trước đây có tu thiền nhân điện hay là trường sinh học không? Đúng rồi. 10 người tu nhân điện và trường sinh học đó, là hết 5 người bị ảo giác. Lý do rất đơn giản thế này. Về bản chất đó, thì hai nhóm đó là một. Là do một số cư sĩ Việt Nam chủ xướng và gán ghép rằng đó, họ học được từ thầy của Hòa Thượng Narada, người Tích Lan. Hòa Thượng Narada là tác giả của quyển Đức Phật và Phật Pháp. Thầy của Hòa Thượng Narada cũng là một bậc cao tăng, giỏi về Abhidhamma, tức là kho tàng triết học về phương diện phân tích tâm và tâm lý học. Khi họ gắn kết như vậy đó thì quần chúng dễ tin theo và dễ làm theo. Hiện nay đó có một số nhóm ở tại Việt Nam, Úc, Mỹ truyền bá thiền trường sinh học. Và do vì không biết đó, rất nhiều người đã đi theo vì nghĩ rằng đó là thiền của Phật giáo. Cơ chế của thiền này đó là tưởng. Tương tự những người tu theo thiền xuất hồn của cư sĩ Lương Võ Hằng hay gì quên rồi, Lương Sĩ Hằng, tưởng tâm mình thoát ra khỏi cơ thể, bay bổng, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Hoặc là thiền Luân Xa của Ấn Độ giáo hiện đại mà có một số tăng ni hiện nay cố gắng ghép, đó là thiền Phật giáo và truyền bá nó. Thì họ tưởng rằng là trên từ đỉnh đầu xuống đến xương cùng, ngay vị trí của xương hậu môn đấy, chia làm 7 khúc, mỗi một khoảng như vậy là có một cái huyệt quan trọng nhất gọi là một luân xa. Và nó có khả năng tiếp nhận điển, tức là năng lượng của trời và đất. Và khi tiếp nhận được như vậy đó thì có khả năng điều trị được bệnh. Với lý thuyết đó, rất nhiều người mê rằng mình sẽ sở hữu được và điều trị được bệnh và cuối cùng trở thành nạn nhân. Thì những người thực tập thiền nhân điện, thiền trường sinh học, thiền Lương Sĩ Hằng, thiền Luân Xa, sau một thời gian đó, 10 người thì hết 4 người có vấn đề. Đó là những người nặng về cảm xúc hoặc đã từng trải qua các giai đoạn trầm cảm hay là mất ngủ. Thì cái cơ chế tưởng của những người đó mạnh hơn người bình thường, vì tưởng là một yếu tố xấu trong đại đa số trường hợp. Tưởng dẫn đến suy luận sai, diễn dịch sai, quy nạp sai, trực quan sai. Do đó người tu thiền trường sinh học sẽ tưởng tượng rằng là năng lượng đang đưa vào trong cơ thể của mình, cho nên họ tạo ra sự rung lắc. Lúc đầu là có điều kiện bằng sự tưởng tượng,
nó rung rắc tay chân như thế này. Khi mà tưởng tượng với cơ chế sai lầm đó một thời gian vài ba tháng cho đến một vài năm, thì sự rung lắc đó đã đạt được cái sự nguy hại, đó là vô điều kiện. Nó rung lắc bất cứ lúc nào khi bị cảm xúc hóa và không khống chế được nữa, rơi vào quan tưởng. Cho nên khi thực tập thiền theo Đức Phật dạy, có cảm giác là tâm mình thoát ra thân thì biết là mình đang tu sai. Vì thiền của Đức Phật đó là thân đâu tâm đó, thân và tâm là đôi bạn chung tình, không rời nhau nửa bước. Nếu cảm nhận ở một vị trí nào đó trên cơ thể có con này bò, con kia cắn, con kia chích, ngứa chỗ này, ngứa chỗ khác, nếu không phải là dị ứng da, dị ứng da là một bệnh thể chất là phải đi điều trị, thì đó là tưởng sai cách. Nó là hậu quả của những việc thực tập thiền trước đây, nó còn di hưởng trở lại. Mặc dù mình đang thực tập thiền đúng, nhưng mà mình di hưởng mà, nó vẫn còn ảnh hưởng. Và đừng khủng hoảng sợ hãi về nó. Nhận diện bằng cách là dò tâm, coi cảm xúc mình đang nằm chỗ nào, cảm xúc thật hay là cảm xúc hay là ảo tưởng. Cảm xúc ảo tưởng đó có thể do ngủ ít trong những ngày tu, thì bắt đầu nó dễ tạo cơ hội cho cơ chế tưởng sai này xuất hiện. Thì sau khi ngồi thiền xong đó, rọi đèn tia hồng ngoại vào vị trí sau óc 15 phút, mỗi ngày làm 4 lần. Mà lúc nào mà nó bị trổ gì cái cảm giác chạy chỗ này, chích chỗ đó, cắn chỗ kia, thì cứ rọi vào vùng sau óc đó, là hết. Cốt lõi của thực tập thiền Vipassana là minh sát, nhìn thấy rõ, không kéo theo phản ứng cảm xúc và thái độ, nhìn sự vật như thật, như chúng đang là. Cho nên cái gì khác với tiến trình nhìn sự thật đó, đó thì không phải là thiền Phật giáo. Đó là cái yếu tố quan trọng nhất mà chúng ta cần lưu tâm. Tiêu chí thứ hai đó là thực tập thiền Phật giáo thì càng thực tập chúng ta càng giải phóng các căng thẳng của cơ bắp, dù là trong tư thế đi, đứng, nằm hay là ngồi. Giải phóng các căng thẳng của cảm xúc, các căng thẳng của thái độ, nói chung là các căng thẳng của ý thức. Còn càng tu mà đầu mình càng căng thẳng mà biết là tu trật. Chỉ cần thực tập đếm hơi thở ra vào theo công thức 4 thì 5, 2, 9, 2 thầy đã nhắc 6 ngày qua đó, hít vào thật là sâu bằng lỗ mũi 5 giây, nín thở 2 giây để khí đi vào ở vùng ngực thì phình ngực, ở vùng bụng thì phình bụng, ở vùng đan điền thì phình đan điền. Nín 2 giây để khí này nó đi vào xuống tận đan điền và thở ra 9 giây thoát đan điền, để khí lên trên bụng, thoát bụng để khí lên trên ngực, thoát ngực để khí ra bên ngoài, rồi nín thở 2 giây để không còn trượt khí nữa. Thở như thế gọi là thở 4 thì. Chỉ cần duy trì sự thở 4 thì với công thức 5-2-9-2, lượng oxy vào trong cơ thể nhiều nhất và góp phần làm tươi nhuận máu, kích hoạt neuron thần kinh, tích cực cho quá trình trao đổi chất, thì chúng ta đã được thư giãn về phương diện ý thức rồi. Ăn trú vào hơi thở thôi, đếm hơi thở thôi, là thực tập 10 phút, 15 phút là chúng ta thư giãn liền ngay lập tức, giải phóng các căng thẳng. Còn tu 5 phút, nhức đầu 5 phút, tu 10 phút, nhức đầu 10 phút là biết tu trật. Sẽ quay trở lại ăn trú vào hơi thở, đếm hơi thở. Do đó những người mà bị
tưởng nhiều đó, cảm xúc nhiều. Thì trong thực tập Vipassana đó, nên tập trung vào quán hơi thở thôi, chứ đừng có tập trung vào quán cảm xúc. Thì lúc đó cảm xúc nó bung ra, mình không có quen và thiếu cái kỹ năng để làm chủ nó đó, nó làm cho chúng ta khó vượt qua. Thì lúc đó quý vị chỉ chú vào hơi thở để đạt được định, hoặc là bài thực tập hồi sáng thì hướng dẫn đó, xả niệm thanh tịnh, buông cảm xúc, buông ý niệm, buông tâm tư, buông nhận thức, buông mọi hoạt động của tâm ý thức, nói chung giữ trạng thái xả ưng dục sở trụ thôi. Mà bước đầu đó là đưa vào hơi thở, sau đó không vướng vào hơi thở nữa, tức là bỏ tầm, bỏ tứ. Tầm là đặt tâm lên đối tượng thiền, tứ là an trụ tâm lên đối tượng thiền. Bây giờ buông luôn cái tầm và tứ đó thì trạng thái xả đó sẽ được diễn ra, nó giống như là vật vô tri vô giác. Thì đạt được trạng thái vô tri giác trong lúc ngồi thiền đó, dầu 5 phút thôi, quý vị được thư giãn ý thức 100%, phục hồi năng lượng sức khỏe rất nhanh. Tương tự, khi tu thiền, mình có nhận thức là Phật đang phóng hào quang, dùng bàn tay của Ngài so lên trên đỉnh đầu, hứa hẹn chúng ta việc này việc nọ đều là quan tưởng hết, và cần phải thoát ra khỏi nhận thức đó. Cái cốt lõi của thực tập thiền đó là cái bây giờ, không gian tại đây và thời gian bây giờ. Còn khép quá khứ lại, nên mọi ký ức và cảm xúc về đó không xuất hiện, không lo lắng căng thẳng về tương lai, cho nên các suy luận, suy diễn về nó không diễn ra. Còn vọng niệm ở hiện tại là cái khó vượt qua nhất, mà hiện tại nó chỉ tồn tại trong từng tích tắc thôi. Sau một tích tắc thì hiện tại nó trở thành quá khứ. Nên làm chủ hiện tại thì làm chủ được sự thực tập thiền. Nói tóm lại, trong lúc thực tập thiền, rời khỏi đối tượng thiền gồm thân thể, cảm giác, tâm tư và các pháp theo hướng chánh niệm và tỉnh thức, thì chúng ta rơi vào nhận thức sai. Và đi sâu vào nhận thức sai đó thì chúng ta dẫn đến là tưởng sai. Mà tưởng sai nó làm cho não rất là mệt mỏi, căng thần kinh. Do đó người thực tập thiền có thể nhờ đèn tia hồng ngoại hỗ trợ ổn định thần kinh. Nhưng là những người trước đây đã từng tu các thiền lạm dụng vào cơ chế tưởng sai đó để ổn định thần kinh, thì việc thực tập thiền Phật giáo mới nhanh chóng có kết quả. Và chỉ cần ngồi trong vòng vài phút là chúng ta có thể đạt được trạng thái đi vào định. Thế vì tâm mình tập trung, định nó có nghĩa là nhất tâm, cái sự chuyên nhất vào cái tích cực. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa Thầy, con xin Thầy chỉ dạy cho con một phương pháp trong khi thiền tập như sau. Thì trong một cái khóa tu xuất gia gieo duyên lần thứ tư, con có nghe Thầy nói trong một bài pháp là nếu Phật tử nào mà mới bắt đầu thiền tập mà mắc bệnh tim thì phải nói ngay với các Thầy hướng dẫn để có phương pháp để thực hành cho nó đúng với, phù hợp với sức khỏe của mình. Nên hôm nay cũng may thay con đã được gặp Thầy, con xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con xin tri ân Thầy. Dù là bệnh nhân tim hay bệnh nhân phổi, thì việc làm chủ hơi thở ra vào không có khác với người bình thường. Cố gắng thở sâu hơn,
nhưng mà đừng có gắn quá mức. Cái thời lượng của hơi thở ra và vào ở mỗi người là khác nhau. Đối với thầy đó thì vào là 5 giây, thở ra đó là 9 giây. Quý vị có thể nếu hơi dài hơn thì 6 giây, 10 giây. Người ngắn hơn là 4 giây, 8 giây. Thì người bị bệnh tim và bệnh phổi đó, hãy tập thói quen thở sâu, có nghĩa là thở dài. Và để ý hơi thở mà không tạo ra âm thanh đó là thở tốt. Còn tạo ra âm thanh đó là thở gấp quá, thở hổn hển quá nên không tốt cho sức khỏe. Thế vậy thực tập thật là thở sâu ra và vào, chúng ta sẽ tăng cường được sức khỏe của tim mạch. Đối với những người bị bệnh run, tức là dễ hồi hộp, lo lắng, căng thẳng, bất an khi có mặt trước quần chúng, khi bị buộc phát biểu, nói năng một cái gì đó, dầu kiến thức rất vững nhưng nói không nên lời, lập cập, lớp bớp, lo lắng, là do vì chấp ngã dưới hình thức mặc cảm tự ti. Thì lúc đó đó, cái thái độ ngã hóa đó sẽ làm cho tim nhập mạch, đập mạnh và dồn dập hơn. Thì quý vị chỉ cần hít thở thật sâu thì nhịp tim được điều hòa và ổn định trở lại. Cho nên đối với việc đi thi, thì khi vào phòng thi đó thì thầy thường khuyên các học sinh đó vào phòng thi sớm hơn. Và đừng lo lắng gì hết á. Đang lúc chờ phát đề thi, hãy nhắm mắt lại, ngồi thẳng lưng, buông xả, buông lỏng cơ thể, hít thở thật là sâu cho đến cái hồi chuông reng lên đề thi được phát ra. Cũng đừng có vội vã gì, từ từ hít thở, gương mặt thật là tươi tỉnh như là đang cười mỉm chi, giống như búp sen nở, thì quý vị sẽ tạo ra một năng lượng tích cực và nó giúp cho chúng ta đó là duy trì được là ký ức, tức là bộ nhớ tốt. Rồi đọc đề thi thật là chậm rãi, cộng với việc hít thở thật là sâu ra và vào, thì cái hồi hộp đó sẽ kết thúc. Và nguyên tắc là câu nào mình nắm vững nhất thì mình làm trước. Người chấm thi không bắt buộc chúng ta phải làm theo trình tự trước đến sau. Và câu khó nhất thì làm sau cùng, để không bị áp lực tâm lý đó khống chế chúng ta ngay từ ban đầu. Mình làm cái câu dễ nhất thì người ta làm cho tâm phấn chấn lên, hân hoan hơn. Cho nên người bị bệnh tim và yếu phổi á, hít thở nhiều là tốt. Đặc biệt là hít thở không khí trong lành. Thì sau này khi chùa Quan Đông Hải ở Sóc Trăng xây dựng thành công đó, thì việc tổ chức tu khóa tu ở đó đó, chúng ta sẽ có cơ hội ngồi thiền ở bãi biển. Khí hậu ở biển là tốt nhất. Vì biển á, nó tạo ra muối vào trong gió thổi, tức là không khí. Mà muối á, thì nó tốt cho thận, tim và sức khỏe nói chung. Cho nên hít khở không khí trong lành ở biển là cách tăng trưởng sức khỏe. Thì khi mà tại đó thành công đó, thì mỗi tháng đó sẽ có một khóa tu 7 ngày. Tương tự ở xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, chùa Giác Ngộ tại đây cũng sẽ tổ chức. Thì xe sẽ đưa đón ha. Cùng một thời điểm thì sẽ có khóa tu tại chùa Giác Ngộ này diễn ra vào Chủ Nhật. Chùa Giác Ngộ vào chúng Tàu đó thì cũng diễn ra Chủ Nhật, có khi một tuần lễ. Ở tại Sóc Trăng cũng diễn ra. Ai ở đâu thì tu tập ở đó.
Còn dân Sài Gòn thì có thể là lựa chọn hoặc là đi xuống Sóc Trăng hoặc là đi Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ, đệ tử tên Phùng Nhật Thanh, pháp danh Chí Nghiêm, quê Vĩnh Long. Dạ, xin thầy chỉ cho chúng con khi về tại gia cách tu tập để được tinh tấn hơn. Để tu tại gia đạt yêu cầu á, thì mình nên nhớ đó, có bốn vấn đề chính. Thứ nhất là đời sống đạo đức, phải giữ năm điều đạo đức Phật dạy và 10 điều thiện. Cái đó ai cũng biết là khỏi cần nhắc lại. Đời sống đạo đức sẽ giúp cho mình là vượt lên trên tất cả các nỗi sợ hãi, vì không có làm bậy, làm xấu, làm dở, làm tệ thì đâu có phải sợ ai. Và yếu tố đó tạo ra hạnh phúc. Thứ hai đó là mỗi ngày đọc tối thiểu 15 phút kinh, tốt hơn là tụng kinh, tạo thành thói quen và xem lời kinh đó là thức ăn để có được pháp hỷ thực. Pháp đây là chân lý, kinh đó là chân lý mà. Đọc kinh đó thì chúng ta có được niềm vui chân lý và biến chân lý từ lời kinh đó trở thành thức ăn tinh thần. Và điều này sẽ giúp cho quý vị vượt qua được các loại bệnh mê tín dị đoan, mà dị đoan thì tạo ra sợ hãi. Trong 6 ngày qua đó, quý vị đọc được mấy chục bài kinh. Buổi sáng là mình đọc được 12 bài kinh này, phải không? Còn buổi tối mình cũng đọc được 12 bài kinh, là trung bình là 24 bài kinh này. Và thầy tin chắc rằng là phần lớn các giới tử trong khóa tu xuất gia du duyên này đó mới tiếp cận được những bài kinh này lần đầu trong đời, và nó mở ra rất nhiều thứ, thay đổi nhận thức, điều chỉnh nhận thức theo hướng tích cực để chúng ta thấy rõ được giá trị của Đức Phật đóng góp cho xã hội và giá trị của đạo Phật, chứ không phải dưới các hình thái tín ngưỡng mà mình đã tiếp cận trước giờ đó. Đó là triết lý sống, giá trị sống, kỹ năng sống, sống tích cực, sống hạnh phúc, sống kết. Cho nên đọc kinh rất quan trọng, và đó là yếu tố mở trí tuệ. Nhưng mà đọc kinh đừng cầu phúc, đừng tính công với Phật, kể là con đã đọc được bao nhiêu bộ pháp hoa, mấy ngàn câu thần chú, vô ích. Nó giống như việc mình đọc cái to thuốc paracetamol chị giảm đau, tylenol chị nhức đầu, glucosamine chị bổ xương, nhưng mà không chịu uống thì bệnh nó vẫn là bệnh. Điều ba, trong lúc làm việc buổi sáng và buổi chiều đó, nên dành ra 8 phút thiền. Và chỉ cần đơn thuần thiền làm chủ hơi thở, chánh niệm và tỉnh thức ta, hoặc là tập trung vào thiền xả niệm thanh tịnh, thì quý vị sẽ không bị áp lực đó đeo bám mình. Khi mang cái áp lực từ công ty đi về nhà thì vợ chồng và người thân á ở trong gia đình mình lãnh đủ theo công thức giận cá chém thớt, nó đè nén suốt mấy tiếng đồng hồ không muốn xả được, mà hít thở là cách để xả ra, thì chúng ta làm khổ mình và làm khổ những người xung quanh. Như vậy thực tập Phật tử tại gia đó vẫn là đạo đức, thiền định và trí tuệ, ba trụ cột tâm linh, ba giá trị cốt lõi của việc tu học Phật. Đừng chờ đến ngày tu ở chùa mới tu như thế, mỗi ngày cũng phải tu như thế. Quý Phật tử tại gia nên bắt chước là tín đồ của đạo Công giáo, Tin lành và Hồi giáo, rất quan đạo. Một gia đình quan đạo đó có 10 thành viên thì có 10 quyển kinh thánh, đi du lịch cũng mang kinh thánh theo, đi đâu cũng mang kinh thánh theo, ngày nào cũng đọc kinh thánh. Bao nhiêu Phật tử tại gia chúng ta làm được việc đó? Hầu như rất ít.
Mà đọc vô kinh thánh thì không có nhiều điều hay để học như là đọc trong kinh Phật. Vì chúng ta đơn giản quá, xuống một kiếp ru chứ đọc một hai bài kinh mà nhất là âm Hán Việt không hiểu gì hết, rồi dẫn đến cái việc mê tín và cầu phúc, biến Đức Phật thành thần linh. Phương diện thứ tư á là tham gia Phật sự tại chùa. Trước đây đó mình chưa hiểu đạo Phật sâu đó, thì đến chùa người ta dọn sẵn mình ăn, ta làm sẵn mình tham dự. Còn khi mình hiểu đạo Phật rồi đó, mình phải tham gia vào, dấn thân vào, làm các hình thái công quả, từ việc lau nhà vệ sinh, rồi bếp núc, nhà ăn, rồi lau chùa, quét dọn, trang trí, trần thiết. Tất cả những việc này đó thì phần lớn ít người làm. Việc nặng, việc nhọc ít người làm đó. Còn những việc mà xuất hiện ở quần chúng, được chụp ảnh, được quay phim thì ai cũng hoan hỷ. Thì tùy theo sở trường mà chúng ta tham gia vào từng lĩnh vực để cho các Phật sự phụng sự dân sinh của chùa mà mình đang tu học đó được thành tựu. Và nhớ đừng dừng lại việc làm công quả. Là tới chùa, lúc nào làm công quả thì cứ làm, qua dần làm công quả mình phải tham gia mình tu, tu với mọi người. Và điều cuối cùng đó là phải tham gia làm Phật sự. Công quả là Phật sự đơn giản nhất, còn Phật sự quan trọng nhất đó là giúp cho quần chúng hiểu được Phật, thực tập Phật pháp, trải nghiệm an vui, trở thành Phật tử thuần thành. Thì cái Phật sự đó có thể là từ thiện, có thể là các hoạt động nhập thế khác nhau, nhưng với mục tiêu cuối cùng đó là giúp cho người ta tỏ ngộ chân lý và giải phóng khổ đạo. Đừng dừng lại ở vị trí của Phật tử ngoài cổng chùa, tức là chỉ biết tín ngưỡng thôi, lâu lâu đến chùa lại Phật được vài ba lại, thắp một bó hương, làm dơ Phật, dơ chùa, phước không thấy mà thấy có tội nữa. Cái tiền mua nhang nó có bao nhiêu đâu, chùa bị nám hết. Cái tiền mà để sơn phết Phật á, do khói hương nám á, nó còn nhiều gấp trăm lần cái tiền quý vị đi đốt hương, tạo ra ô nhiễm. Thì đó là cách mà chúng ta thực tập tại gia. Và làm quen như thế đó thì quý vị sẽ trở thành Phật tử tuần thành. Và với tính cách là Phật tử tuần thành đó, thì quý vị mới thành công trong việc dẫn dắt con cháu mình làm Phật tử từ nhỏ. Chiều nay nè quý vị cứ quan sát đi, mặc dù khóa tu kết thúc vào buổi sáng, quý vị nào phát tâm ở lại thì cứ tiếp tục ở và quan sát các cháu buổi chiều 3 tuổi đến 12 tuổi sinh hoạt hạnh phúc thế nào, thì chúng ta sẽ biết tương lai của các cháu tươi sáng thế đó. Và sinh hoạt và pháp như vậy từ nhỏ thì các cháu sẽ được hướng dẫn kỹ năng sống, giá trị sống, cho nên nó xa lánh được nghiện ma túy, rượu bia, cờ bạc, game điện tử, hưởng thụ ăn chơi, lừa biết. Thì quý vị với tư cách làm cha mẹ khỏe re chờ con khổ rồi mới đến khóc lóc nhờ Phật cứu giúp á, thì giống như đến khát nước mới đào giếng, thì quý vị có thể bị chết khát trước khi nước giếng được sử dụng an toàn. Bạch thầy, con là Phật tử Diệu Âm, con ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Câu hỏi của con là gần giống với cái bạn nữ hỏi về khắp hồi nãy, là khi con có phiền não thì con hiểu được là mình phải đối diện với nó, không né tránh, và con cũng biết buông xả với bản thân con.
phần nào con có thể con chế ngự được. Nhưng con muốn hỏi thầy là cái phiền não không phải ở con mà là ở người thân con. Những cái phiền não đó sao con buông xả không được, mà con giúp họ không được, con lại bị chấp dính, mà có thể là vài năm luôn. Như em, đó là em ruột con, em con khổ mấy năm thì con cũng căng thẳng, con người con buồn phiền mấy năm. Y như là ví dụ con đi vô chỗ làm, đồng nghiệp của con có những cái suy nghĩ tiêu cực, cái con không né tránh được, cái con bị chấp dính nó, làm cho con căng cũng khoảng cả tuần lễ luôn. Thì con hỏi thầy có thể cái đó có phải là do tâm con không định? Thầy hoan cái đó là chỉ dạy cho con khổ do liên lụy với tha nhân, bao gồm người thân. Hệ quy chiếu của khổ đó gồm có hai, đó là chấp ngã của chính mình. Mà hãy có chấp ngã thì nó kéo theo chấp ngã sở hữu và tự ngã. Và hệ quy chiếu thứ hai là chấp ngã của tha nhân, mà bắt đầu là bà con huyết thống hoặc là quan hệ vợ chồng. Những người mà chúng ta có đầu tư về thời gian, công sức, tiền bạc và tình thương, thì cái kỳ vọng của chúng ta ở họ đó bao giờ nó cũng nhiều. Và khi mà kỳ vọng đó trở thành thất vọng đó, thì nó khổ, nó trỗi dậy và làm chúng ta lại tiếp tục bám chấp vào. Thực tập và giải phóng khổ đau phải được hiểu là giải phóng khổ của mình khỏi cái ngã của bản thân và khỏi cái ngã của tha nhân. Để làm được việc đó, cụ thể là giúp người thân mà không bị khổ, cần lưu ý một số điều sau đây. Thứ nhất, phải thông minh, tìm kiếm phương pháp thích hợp giúp cho người thân, bao gồm nhờ người khác tác động. Đây, người thân á, nó dẫn đến là gì? Dựa dẫm vào tình thương. Và nhất là những người mà ta khéo về cái dựa dẫm đó đó, người ta sẽ bắt mạch cảm xúc của mình rằng là mình không thể bỏ họ được, phớt lờ họ được, cho nên họ cứ dựa dẫm hết cái này đến cái khác. Và cuối cùng á, cái sự buối lòng đó đã làm cho tình thương của chúng ta trở thành nguồn thuốc độc cho kẻ dở, kẻ tệ, kẻ xấu, trở thành đó bất hạnh nhiều hơn. Giúp sai lầm trong tình huống đó tạo ra đại họa. Nhiều bậc cha mẹ dẫn con em đến nhờ thầy điều trị bệnh quan tưởng cho con thì phần lớn là do cha mẹ mà ra, cưng chiều con, nó muốn cái gì chiều cái đó. Nhiều khi có 9-10 tuổi mà cho điện thoại di động, iPad, suốt ngày nó chơi internet, nghiện game điện tử, nghiện phim, nghiện nghe nhạc, một ngày 10 tiếng đồng hồ, mà mỗi khi lấy lại là nó làm dữ, nó quậy phá, sợ quá, tiếp tục chu cấp cho nó, thì nó qua đến tâm thần. Do đó, khi lời nói của mình không có giá trị để người thân lắng nghe theo nghĩa tích cực, thì nhờ người có uy đức hơn nói giùm để cho những người đó lắng nghe. Thì có một số cha mẹ dẫn đến nhờ thầy nói, thì sau một vài tháng á, họ dẫn con đến tạ lễ, nói là nó đã nghe và làm theo. Đại đa số là thành công. Nhưng mà cũng những trường hợp á, mà khi bệnh nó quá nặng, nhất là bị quan tử ý thức, nghĩ mình là số một trên đời đó, thì đó là bó tay chấm cơm. Mình cứ nói cái gì đi nữa nó không nghe, nó không làm theo, thì đành phải chịu đó. Điều hai, nỗ lực hết mình với phương pháp tốt nhất và đúng nhất, làm tất cả những gì tốt nhất có thể cho người thân được hạnh phúc. Kết quả như thế nào
quan hỷ như thế đó, không chấp theo nữa. Với tư cách đó, làm cha, mẹ, anh chị, hoặc làm vợ, làm chồng, vân vân, mình đã làm quá tốt rồi. Vấn đề còn lại là phải để cho đương sự tự đứng lên từ đôi chân. Quý vị cứ thử hình dung đó, một người bị tai nạn gãy xương, sau thời gian điều trị nằm tại bệnh viện, đến giai đoạn phục hồi đó thì bác sĩ khuyên là phải đi bộ, không dùng nạng nữa. Thì nạn nhân đó phải chống chọi với cái đau nhức trên từng động tác bước đi, và đó là giải pháp duy nhất. Nếu nạn nhân nào lười sự chịu đựng thì nạn nhân đó sẽ lệ thuộc vào cái nạn hay là xe lăn và trở thành người tàn phế trọn đời. Thì khi mà chúng ta chu cấp cái tình thương dựa dẫm cho người thân, và người thân trở thành là dây leo và chúng ta là thân cây, thân cây mình phủ trùm bởi dây leo đó, đến lúc là ngột ngạt luôn thì dây leo đó sẽ không còn khả năng tự lập nữa, và toàn bộ tình thương mà mình đổ dồn để cứu cho người thân trở thành là hại cho mình mà hại cho người. Thì hãy sớm tỉnh thức để thoát ra, làm tất cả những gì có thể. Và nếu người đó ta không nỗ lực làm theo, cứ để cho họ chết, cứ để cho họ khổ cải họ, mình không có lỗi gì, không có tội gì trong trường hợp đó. Và ngay cả những người thân có thái độ chí phèo đó, họ sẽ hù dọa, nếu không giúp tôi lần này tôi sẽ tự tử chết, tôi sẽ bị thẻo thịt, tôi sẽ bị cắt lỗ tai, tôi sẽ bị chặt tai. Những người đó sợ lắm, mình đang có tiền mà, bỏ một cái khoản tiền ra để người thân mình được khỏe, được hạnh phúc, thì cũng giống như là xây một cái tháp gồm có 9 tầng, 9 bậc phù độ. Còn hơn là để cho người chết đó, mình phải ăn hận suốt đời. Thì những kẻ lão luyện về sự lợi dụng và dựa dẫm đó, sẽ có những kịch bản chí phèo khác nhau. Và nếu quý vị không có đủ sáng suốt đó, thì chúng ta sẽ tạo ra gọi là dàn giáo cho dây leo đó bám chắc hơn và thoát ra không được. Nên phải nhớ làm tốt nhất, hãy hoàn hiện với kết quả, mà không có lỗi gì đó, nếu ta không thay đổi là chuyện biệt nghiệp riêng, hãy buông đi. Điều thứ ba, về những lời hứa đó, thì những người dựa dẫm vào cảm xúc, dựa dẫm vào tình thương, dựa dẫm vào nguồn tài chính, có tính cách chí phèo đó, sẽ không bao giờ là có sự thật. Cho đến lúc đó, cái nỗi khổ tấn công họ và giúp cho họ có một bài học để tự tỉnh thức thôi, thì lúc đó, đó nó đã đến thời điểm chín mùi, họ phải tự độ, còn mà không đó, họ chết trong khổ đau. Thầy đưa một cái ví dụ quý vị cứ thử hình dung nhé. Nếu đây là một cái ao nước hay ao hồ ấy, bị nhiễm dầu, mà dầu thì nó dày đặc, cho nên oxy đó ở trên bên trên đó không thể thấm xuống bên dưới nước được, mà cá sống là nhờ oxy. Nên quý vị thấy các ao nuôi tôm ta phải dùng một cái dụng cụ xoay nè, để cho không khí trên nó lần xuống theo cái dòng xoay để đi xuống bên dưới nước, thì tôm nó mới sống tốt được, mà không nó chết. Thì các con cá mà bị phủ dầu ở trên mặt nước đó, nó phải nhảy lên, nhảy lên, mỗi lần nhảy lên đó nó mở cái miệng ra, nó ngốp lấy một cái góc nước, tức là góc không khí đó, rồi ra hạ xuống nó sống được thêm vài phút. Đừng hợp quá, nó phải nhảy lên, nó mở ra, cứ làm như vậy nhiều nhất là một tuần là chết, là kiệt sức. Và những kẻ dựa dẫm á, nó giống như những con cá bị dầu phủ trên mặt nước, cứ nhảy lên thoi thóp như vậy hoài. Chúng ta không thể nuôi những người đó trọn một kiếp người. Và cách mà người thân á, phải giúp họ là gì? Buộc họ phải bơi thật là nhanh khỏi cái vũng nước bị dầu loan. Thì có những con cá nó đã kiệt sức sẵn rồi, nó bơi chưa ra khỏi cái dầu loan nó đã chết đuối.
và phần lớn còn lại là thoát ra khỏi mà có còn để sống sót. Cho nên đó, hãy để khổ đau hành hạ kẻ lười biếng như tử như vậy đó, thì người nào sống được sống à. Chứ mình đừng có sợ là không có tình thương của tôi thì người thân của tôi sẽ chết. Chính cái nhận thức đó, đó nó làm cho tính dựa dẫm và lười biếng ở người thân tạo ra thói quen ỷ lại như là hai cục hít dính nhau không tách được. Cho nên cứu giúp người thân phải có phương pháp. Điều cuối cùng á, quý vị thử tham khảo cách thức của cư sĩ Cấp Cô Độc để độ những đứa con trai, con gái trở thành Phật tử thuần thành á, thì giai đoạn đầu ông thuê con cái đi đến chùa Kỳ Viên nghe Đức Phật thuyết giảng, tường thuật lại chi tiết, ai tường thuật đủ chi tiết thì được thưởng tiền cao. Ông dẫn vào bị bệnh, mà người nhà ông cách chùa 3 cây số thôi, ông khỏe ra không có bệnh gì hết á, nhưng mà bữa đó chùm mình lại nói là ba muốn đi đến nghe Phật giảng lắm mà đi không nổi, các con tới ghi chép cẩn thận về lập lại cho ba. Thì đứa nào nó cũng mê tiền mà, nó phải ghi chép thật kỹ, nó thấm từ từ từ. Lúc đầu là nhận tiền, nhận tiền, nhận tiền, sau đó giác ngộ chân lý, không nhận tiền, xả tiền, bỏ tiền, và trở thành thói quen không nghe chân lý là chịu không nổi, nên đến chùa trở thành Phật tử thuần thành. Thì trong chùa chúng ta cũng có các Phật tử như thế, tạo điều kiện cho nhân viên người thân đến chùa tu, đến chùa làm công quả. Và những cái giờ đến chùa tu làm công quả vẫn được hưởng lương, chứ khỏe re khỏi phải làm, được khích lệ, được khen, lương vẫn giữ. Hỏi chứ sao không khoái được. Thì tham dự khóa tu dài 3 lần là tự động thấm nhuần Phật pháp. Còn cách mà để quá độ cô con dâu ngạo mạn á, thì cư sĩ Cấp Cô Độc bó tay, vì có khích lệ cỡ nào cô đây không chịu đi chùa, nên ông mới dàn xếp thỉnh Đức Phật đến nhà để cúng dường trai tăng. Thì trong cái quyển kinh Phật cho người tại gia đó, thầy có dịch lại bản kinh đó, kinh 7 loại vợ đó. Đức Phật đến và kêu cô ấy ra nói về 7 loại vợ và yêu cầu cô ấy xác định là mình thuộc loại vợ nào. Cô ấy mắc cỡ quá, nói là con chỉ muốn là loại lợi thứ 4 thôi, vợ là bạn đồng hành của chồng, đó là thông cảm được chồng, đồng hành được chồng. Thì quý cô nên nhớ, muốn giữ trái tim của chồng với mái ấm gia đình đó, là phải có yếu tố hiểu, cảm thông và đồng hành. Còn cằn nhằn nhiều, kiếm chuyện nhiều, giận dai, giận dài, giận dở, hờn dai, hờn dài, hờn dở, cãi lộn dai, cãi lộn dài, cãi lộn dở, là đẩy chồng mình ra bên ngoài và ly dị sớm thôi. Cái giáo nguyên tắc đơn giản đó thôi. Và với bài kinh ngắn đó đó, Đức Phật đã độ được con dâu của Cấp Cô Độc. Những hỗ trợ này không tốn tiền bạc, nhưng mà giúp cả một kiếp người cho người thân. Cho nên tạo cơ hội cho người thân trở thành Phật tử là sự cứu giúp quan trọng nhất, có ý nghĩa nhất, chứ không phải là tiền bạc đâu. Có thêm tiền bạc thì càng tốt, không có không sao. Cho nên đó, Đức Phật dạy phải dùng trí tuệ làm đạo diễn cho hành động từ bi, để không bị sự mũi lòng dẫn dắt. Mà mũi lòng á dễ bị lợi dụng, mà chị em phụ nữ phần lớn là bị mũi lòng, tức là có tình cảm mà lại lẫn lộn là tâm từ bi. Cho nên á, càng giúp người thân bằng tình cảm mũi lòng, người thân trở thành chí phèo, cô chí phèo, anh chí phèo, công tử bột, công chúa bột, và cuối cùng càng đắm chìm trong nỗi khổ niềm đau, nên xa tránh điều đó. Dạ bạch thầy, câu hỏi này ngoài lề một chút. Dạ là khi mà cha mẹ
con có chuyện gì thì cha mẹ không thể bỏ con. Nhưng mà mỗi khi cha mẹ có chuyện gì thì con có thể dễ dàng khước từ bỏ cha mẹ. Thì con hỏi là tại sao như vậy ạ? Cảm ơn. Tại bất hiếu như vậy đâu. Gốc của sự bất hiếu là ích kỷ. Tức là chỉ biết một phía bên mình thôi. Thì những đứa con ích kỷ đó sẽ bám vào lý do luật pháp để biện hộ. Trên 18 tuổi tôi được quyền quyết định cuộc đời của tôi, số phận của tôi. Tôi không cần thiết phải nghe cha mẹ. Và cố thủ trên lập trường sai lầm đó. Cho nên á, những đứa con bất hiếu đó sẽ dễ dàng bỏ rơi cha mẹ để đi theo tình nhân, đi theo bạn bè giang hồ, đi theo lối sống tiêu cực với nhiều sự nghiện ngập ma túy, rượu chè, cờ bạc, hưởng thụ hút sách ăn chơi. Rồi khi thân tàn ma dại rồi đó, lê lết về nhà để báo đời, thì những đứa con đó tội lỗi ngập đầu. Mà thường cha mẹ đã lỡ sanh con, nhất là mẹ đó, thì không muốn bỏ đi, không muốn mắc mát đó. Cho nên thiếu cái sự sáng suốt trong chuyển hóa con á, nhiều bà mẹ đã châm dầu vào lửa để cho các cá tính ích kỷ, bất hiếu, sai lầm đó trở thành đại họa cho cả gia đình. Do đó làm con đó thì mình phải đánh giá và đặt câu hỏi là tôi đã làm gì được cho cha mẹ tôi? Hai gì chúng ta có thói quen, cha mẹ tôi đã lo được cái gì cho tôi? Thì đệ tử, đối với những người xuất gia đó, đệ tử bất hiếu đó, thầy đã làm được cái gì cho tôi? Còn đệ tử có hiếu đó là tôi đã phụng sự được cái gì cho thầy tôi, cho Phật giáo tôi? Tức là cái người bất hiếu là luôn luôn đòi quyền lợi, đằng khi người có hiếu là người hiểu, có tâm từ bi, có tâm phụng sự, hiểu được giá trị đóng góp, cho nên họ nỗ lực làm tốt nhất có thể. Thì năm 2005 đó, khi điều phối cho buổi giao lưu giữa Thiền sư Nhất Hạnh với Hòa Thượng Từ Thông và tăng đoàn của Làng Mai với mấy trăm tăng ni sinh học Cao đẳng Phật học Thành phố Hồ Chí Minh tại chùa Vĩnh Nghiêm đó, thì Thiền sư Nhất Hạnh có nêu ra một khái niệm rất ấn tượng, là trong kinh Đức Phật đề cập đến bốn trọng ân, nhưng mà riêng Thiền sư đó thì rất là ấn tượng với cái đóng góp của các học trò cho việc truyền bá đạo của mình. Cho nên Thiền sư nói đó, nếu được thêm đó, thì tôi thêm một cái ân, đó là ân đệ tử. Đệ tử tôi trung thành với tôi, phụng sự cho tôi, đóng góp hết mình mà không có một đòi hỏi gì hết. Có người là cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ, họ bỏ sự nghiệp, xóa hết tài khoản cá nhân, bỏ cơ hội làm giàu, đi theo con đường chân lý để phụng sự thôi, sống đời rất là giản dị và thanh cao. Họ làm như thế là làm cho họ. Và nếu không có các đệ tử xuất sắc đó thì mô hình Làng Mai của Thầy Sĩ Nhất Hạnh đã không thành công cho giới da trắng ở phương Tây. Cho nên Thiền sư Nhất Hạnh nói đến ơn đệ tử, vì Thiền sư có được cái phước các đệ tử rất trung thành và rất là tận tụy cho thầy của mình. Thì ở một lĩnh vực nào cũng vậy đó, cái người mà có tâm vô ngã lớn đó, thì tìm cơ hội để đóng góp chứ không có đòi hỏi quyền lợi. Còn người ích kỷ đó, thì không làm gì hết đó, cứ đòi cái quyền lợi thôi. Là tại gia xuất gia, nếu không nhận ra việc đó thì cũng rơi vào cái sai lầm tương tự thôi. Còn ở trong chùa cũng vậy, các học trò mà bất hiếu đó, đệ tử bất hiếu đó, thì bỏ thầy mình đi, bỏ sư phụ mình đi. Nhưng mà khi về sám hối rồi, rồi lúc thầy cũng dễ dãi bỏ qua. Tình trạng ở đâu nó cũng có.
Bởi vì cái tôi lớn mà, có nghĩa là tôi đã trưởng thành, tôi không cần ai hướng dẫn á, tôi thích gì tôi làm đó. Và trong đạo đó thì cái kinh nghiệm tâm linh rất là quan trọng. Chúng ta không thể lấy kinh nghiệm đời để áp đặt lên kinh nghiệm đạo được. Ở tại gia đó có rất nhiều đứa con đó trình độ giỏi hơn thầy, thì xin lỗi, trình độ giỏi hơn cha mẹ, do được học đến chốn, cho nên đó vượt ra khỏi giới hạn lời khuyên của cha mẹ để trở thành người thành công. Còn trong Phật pháp đó, thì nếu thầy với tư cách là người đi trước học Phật đến đến chốn, có thực tập Phật pháp đến đến chốn, thì chắc chắn là kinh nghiệm Phật pháp phải vững chãi hơn là các thế học trò. Mà học trò nào gọi là ngang bướng, thích cái gì làm cái đó, làm trước báo sau thì không bao giờ thành công được. Vì trong đường Phật pháp á, đòi hỏi đến tính kỷ luật cao. Thì kỷ luật á, về bản chất là tuân thủ theo phương pháp thôi. Mà đi phương pháp đúng thì mới có kết quả. Còn mình thích gì làm cái đó là nó phá phương pháp, phá kỹ năng, phá khuôn phép thì không thể thành công được. Thì những người học trò như vậy đó, nhiều khi trải qua 5 năm, 10 năm, 15 năm đi lòng vòng mà đi không tới đâu. Đang khi cái người đi đúng phương pháp về 3 năm là trở thành hữu dụng rồi. Do đó chúng ta lấy những cái kết quả làm thước đo. Ví dụ mình tu 5 năm rồi mình không làm lớn cho ai biết là mình tu có vấn đề, hoặc là do thiếu tâm từ bi. Mà thiếu tâm từ bi có nghĩa là thiên động ích kỷ. Thiên động ích kỷ thì mình đâu muốn phụng sự đó, mình sẽ đưa lý do tôi đang bận học nè, tôi phải thế này, tôi phải thế kia, rốt cuộc rồi không hữu ích. Và có những người thì quá ham hố, mới bắt đầu tu mà cứ nghĩ mình làm thầy, thích thể hiện, thích chứng minh, mà cái nền tảng không vững, cho nên đó, tính thể hiện đó nó một loại chấp ngã cống cao, và cuối cùng là rớt đài, đó là tu không bền bỉ được. Cho nên những bậc thầy có kinh nghiệm sẽ biết được cái dở cái tệ của học trò mình nằm ở chỗ nào, và giúp cho từng học trò khắc phục cái yếu kém đó để trở thành người hữu dụng. Nhưng vấn đề còn lại là các học trò đó có chịu lắng nghe hay không thôi. Từ lúc là nói đúng hết rồi nhưng mà học trò cũng không lắng nghe. Thầy Đức Phật đó, Đức Phật cũng bị lâm vào tình trạng đó. Ví dụ như khi ngài còn là thái tử thì Cha Na, mà chúng ta thường phiên âm là Sa Nạc đó, là người trợ lý trung thành, thầy trò rất răng tắc. Nhưng mà khi Đức Phật giác ngộ thành Phật đó, thì ông cũng đi tu, nhưng mà ông lại không nghe Đức Phật. Và ông trở thành là một trong những vị tu sĩ dễ vi phạm luật giới luật và không có tiến bộ được. Thì đó là cái sự ương ảnh đó. Lúc ông còn là người hầu với cái giai cấp thấp thì phải nghe răm rắp cái người chủ của mình. Nhưng mà khi mà đi tu thì cái quyền bình đẳng, Đức Phật đề cao bình đẳng xã hội, không còn giai cấp nữa. Thì cái tôi đó nếu mà không biết nắm giữ đó, thì những người thuộc giai cấp cấp đó bắt đầu là muốn chứng tỏ mình là cao. Người nghèo muốn chứng tỏ là mình giàu, người dở muốn chứng tỏ mình giỏi. Thì cái tôi cống cao đó mới là khó chịu. Phải mình giỏi thật sự, giàu thật sự, mà chấp vào cái gã còn có thể có lý do để thông cảm được. Có nhiều người muốn chứng tỏ mình hơn mà, thì cái ngã đó là cái ngã rất là khó ưa. Thì Sa Đạt rơi vào trạng thái chấp đó, và lời dạy của Đức Phật trở thành là không tiếp thu được. Đó là điều rất là đáng tiếc. Nhiều trường hợp tương tự xảy ra với các đệ tử xuất gia của Đức Phật, chứ không phải là lúc nào Đức Phật cũng thành công trong việc giáo hóa đệ tử của mình đâu. Thì trong cái bài kinh Di Giáo đó, tối qua chúng ta đọc đó, có đoạn kinh đó: với tư cách làm thầy, Như Lai đã chỉ dẫn con đường một cách tận tình nhất, ngắn gọn nhất, kết quả tốt nhất. Nhưng mà có người vẫn không theo. Đó không phải là lỗi của đạo sư. Thì cha mẹ cũng vậy,
cha mẹ là thầy của con em mình tại nhà, dạy những điều hay. Nếu cha mẹ đó có kinh nghiệm tốt mà con không nghe là lỗi của con. Và ở trong đạo cũng vậy, dẫn dắt chỉ dẫn kinh nghiệm, nhưng mà có nhiều học trò nó ngoan cố không chịu nghe, cứ nghĩ mình là ta đây, cái cộng nghiệp và bảo thủ đó đó nó làm cho dậm chân tại chỗ, thậm chí là bị tụt hậu. Vì vậy chấp ngã, mặc cảm tự ti hay là chấp ngã cống cao là hai phương diện dẫn đến sự trở ngại, mà với tư cách là thời gian thì trở thành là con hư, con bỏ cha mẹ. Còn đối với người xuất gia thì trở thành là trò hư và trò không có tiếng vọng. Thì chúng ta cần phải lưu tâm. Và nếu mình bị rơi vào những cái hình thái chấp đó đó, thì cố gắng nỗ lực khắc phục vượt qua và xả bỏ cái tôi, đặt câu hỏi là tôi đã làm gì cho cha mẹ tôi, gia đình tôi, đất nước tôi và toàn cầu này. Còn người xuất gia đó thì tôi đã làm gì cho thầy tôi, cho chùa của tôi, cho Phật giáo của tôi và cho toàn thể chúng sinh này. Bằng cách đặt vấn đề đó, chúng ta sẽ mở tâm từ bi và sự sáng suốt tốt nhất có thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, con Phan Ngọc Dung, pháp danh Diệu Nhàn, đến từ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, là trung tâm của Phật giáo Hòa Hảo. Con xin hỏi, con xin thưa với thầy để thầy chỉ dẫn cho con. Điều thứ nhất là qua các dẫn dạy của thầy cho toàn thể bạn đồng tu chúng con khóa này, thì con có cái điều này xin thưa với thầy là con là một cái quán chay mà con để cái tựa là A Di Đà 5 năm nay, thì xung quanh con là toàn bộ là đạo Phật giáo Hòa Hảo, tính đạo, nhưng mà chỉ riêng con và mẹ con là theo Phật giáo. Cho nên là cái ngôi nhà của con là cái nơi buôn bán chay và cũng là một cái nơi từ thiện của Hằng Rằm đó. Nhưng con không biết để cái nội dung như thế nào mà cho nó có lợi lạc cho những người xung quanh, người ta biết hướng thiện và đem đến một cái sự giác ngộ về tâm cho nó chánh niệm ở đây. Thành ra thì cái ngôi nhà của con thì con chỉ trang trí được là thờ một vị Phật Thích Ca, một vị Phật A Di Đà và cũng dán dài cái biểu ngữ là về tu thập thiện và thế giới cực lạc. Con chưa biết là cái nội dung nhờ thầy hướng dẫn dạy cho con để làm cái nội dung như thế nào mà cho có lợi lạc cho mọi người xung quanh. Về văn hóa quảng cáo đó, là Phật tử đó, chúng ta nhớ là đừng lấy hình ảnh Phật. Và tên cửa hàng, tên quán ăn, nhớ là đừng lấy danh hiệu Phật. Có nhiều lý do. Ví dụ như lỡ hôm đó mình niêm nước lèo mặn quá đi, hoặc là mình bỏ cái bột niêm á với bột ngọt nhiều quá, ta hốc hác cái cổ. Như là những người bị viêm cổ họng á, cái phản ứng nó nhanh lắm, cho ta chửi cái quán cơm A Di Đà đó mắc dịch, cái bà chủ cơm A Di Đà đó mắc dịch, thì tự động người ta xúc phạm với Phật A Di Đà. Cho nên á, nguyện vọng muốn truyền bá Phật A Di Đà trở thành là phản tác dụng. Nên đổi tên của quán cơm chay đi, đừng bao giờ lấy danh hiệu Phật làm quán cơm, quán nước phục vụ cho buôn bán. Chứ là lấy các thành ngữ, thuật ngữ Phật học, hoặc là những cái tên gọi nào mà mình thích để mình đặt cho ta dễ nhớ, ấn tượng. Ví dụ như quán chay ngon, nghe nói chỉ ngon cái ta thấy là hấp dẫn. Ví dụ như ở Mỹ đó,
có tập đoàn nổi tiếng thế giới, giàu nhất thế giới về thực phẩm nhanh đó, đó là Burger King, vua Burger. Burger là cái bánh bánh mì, nó mới ra đời khoảng chừng 70 năm, bánh mì tròn. Nó khác với cái kiểu mà đã có trước đó là bánh mì ổ. Rồi giữa bánh mì tròn đó nó sẽ có một cái cục thịt đó, hoặc là thịt bò, hoặc là thịt gà, hoặc là thịt cá ha. Rồi một vài cái salad, rồi một vài cái đồ chua, thêm cái nước sốt. Bán như vậy đó, ở Mỹ là khoảng $5 cho đến $7, và trên châu Âu cũng thế. Và cái thức ăn nhanh đó trở thành là thức ăn rất là tiện dụng cho dân phương Tây ngày nay. Thì người ta đặt cái tên là gì? Vua Burger. Vì burger nó có nhiều loại, mà nói vua burger người ta biết là loại là xịn nhất. Vua là xịn nhất, mà giàu nhất, ngon nhất, ấn tượng nhất. Cái gì mình để cho ta một cái khái niệm nào đó mà ta nghe qua một lần rồi ta không quên, thì cái đó là mình thành công về cách đặt thương hiệu. Còn chị Diệp Thảo của Cà Phê Trung Nguyên đó, khi lập ra công ty mới thì chị đặt là Coffee King, tức là vua cà phê. Nghe cái đó ấn tượng lắm. Rồi sau này quý vị có đặt cái gì đó là hoàng hậu cà phê, hoặc là hoàng hậu trà, hoặc là vua trà, vua cà phê, thí dụ vậy, chắc chắn là ta nhớ. Còn nói là bánh vua bánh mì, vua thức ăn chay, hay hoàng hậu thức ăn chay, thì nói đùa cho vui. Thì những cái cách đó là tạo ra những khái niệm dễ nhớ, ấn tượng. Chứ đừng lấy danh hiệu Phật, hình ảnh Phật để đặt thương hiệu, thì vốn nó dễ bị xúc phạm, dễ bị xúc phạm lắm. Còn ở ngay quán đó thì mình cố gắng trang trí, cũng đừng có lạm dụng hình ảnh Phật ở nơi nhà ăn, nó không cần thiết. Quan trọng là chúng ta có những câu Phật ngôn hay, như cái quyển Kinh Phật cho người tại gia, Kinh Phật là thiền về chuyển hóa, Kinh Phật căn bản, nhất là riêng cái bài kinh giáo huấn cuối cùng thôi. Hôm qua quý vị đọc á, quý vị có thể trích ra hàng trăm câu hay. Và để cho người ăn ta nhìn những cái câu đó, ta nhớ. Hoặc là quý vị photo, hoặc là làm những cái tờ bướm để tặng, thì nó vẫn hay hơn là nhìn thấy hình ảnh Phật. Nhìn thấy hình Phật nó cũng là Phật tử thì ta biết rồi. Còn không là Phật tử ta nhìn thấy Phật ta có biết cái gì đâu. Nó giống như một bức tranh, không có tác dụng gì nhiều. Đang khi cái việc mục đích thờ là để cho nó trang nghiêm, chứ không phải là cứ bài biện chỗ nào cũng để. Nhất là những người tu tịnh độ tông cực đoan đó, chỗ nào cũng ảnh Phật, ngay nhà bếp cũng ảnh Phật, cái thang bộ ấy, là lan can thang cũng dán ảnh Phật, mất trang nghiêm, mất tôn kính. Dụng ý là muốn tôn kính mà thực tế việc làm là đi ngược lại là không nên. Cho nên thờ phượng thì phải có nơi có chỗ đàng hoàng, chứ đừng có lạm dụng cái gì cũng bài biện, ở đâu cũng Phật, ở đâu cũng là Bồ Tát, đó là không nên. Thì cố gắng là khắc phục lại, thay đổi lại để nó tạo ra cái hiệu ứng tích cực cho việc ăn chay. Còn quan trọng nhất, quán chay đó phải ngon, giá thành là phải chăng, và các món thì đa dạng, không bỏ quá chất, ăn được an toàn. Thì người ăn có mặt lần thứ nhất sẽ giới thiệu bạn bè, dẫn bạn bè đến lần thứ hai là thành công. Còn mình tới, mình bán mà lúc nào cũng thấy là không có khách cũ là mình biết là cái quán của mình có vấn đề. Có khách cũ mà ta tới thường xuyên nghĩa là mình thành công. Là dẫn thêm khách mới nữa, ngày càng đông, ngày càng nhiều người là thành công. Còn các yếu tố thờ phượng, đặt tên nó về liên hệ đến Phật là không cần thiết nữa. Câu hỏi cuối cùng. Kính bạch thầy cùng các vị, kính bạch thầy cùng các sa di và sa di nữ, con tên Duy, con đến từ Đà Lạt. Con có khoảng thời gian sinh sống và học tập tại Hàn Quốc. Con cảm thấy người dân sinh sống tại Hàn Quốc cũng như là các những
sinh viên du học sinh tại Việt Nam sinh sống Hàn Quốc cũng có đi theo chùa. Mỗi khi đi chùa là sẽ mang nhang đèn, mang vàng mã để đốt. Thì con cảm thấy là đó là một điều là gây ô nhiễm cho môi trường. Cũng như là thầy có nói là mình xem Phật như là một dụng cụ tín dụng để dựa vào đó mình đam mê. Mỗi lần đi chùa mình phải thắp nhang cầu nguyện. Nhưng khi con tham gia khóa tu 7 ngày tại đây thì con cảm thấy về Phật thì không phải là mỗi lần mình đi chùa là mình phải thắp nhang cầu nguyện. Mà mình, ví dụ là mình có trí tuệ thì mình có thể xem Phật giáo là một dụng cụ để mình học tập, chứ mình không có quá đam mê tín ngưỡng. Vậy con muốn hỏi thầy là mình thế nào mình để đánh giá vào cái tâm lý của những người có trí tuệ đó để cho họ giảm được cái việc tín ngưỡng đó lại. Nhưng mà theo con, lại con cảm thấy là với thời buổi như hiện nay, với lại cái chùa mình cũng con thấy trong việc vệ sinh vẫn có phân loại cái rác thải ra hữu cơ. Nhưng mà còn đi chùa thì con cảm thấy là nhang đèn vẫn đốt, rồi đốt vàng mã rất là nhiều. Thì cái đó là gây ô nhiễm cũng nặng nề. Xin hết. Về bản chất á, đạo Phật là con đường tỉnh thức và minh triết, dạy kỹ năng sống, tạo ra các giá trị sống, mà đỉnh điểm của nó là khép lại toàn một khổ đau, trải nghiệm hạnh phúc trong đời. Khoảng 4 thế kỷ sau khi Đức Phật qua đời đó, thì đạo Phật đã bị tôn giáo hóa. Và khi đạo Phật du nhập vào các quốc gia đó, quá trình tiếp biến văn hóa đó đã làm cho đạo Phật tiếp thu tín ngưỡng dân gian và trở thành một phần phương tiện để dẫn dụ những người chưa là Phật tử lần lượt trở thành Phật tử. Và khi mà không xóa bỏ các phương tiện đó đó, sau khi họ đã trở thành Phật tử rồi đó, thì người Phật tử dậm chân tại chỗ không có tiến bộ. Điều này nó liên hệ đến 3 thứ. Thứ nhất á, là cơ chế quản trị của giáo hội đối với các chùa và tăng ni. Thì hiện nay đó, Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam đó, đã ban hành công văn từ năm 2018 và lặp lại trong mùa Du Lan 2019. Tuyệt đối không đốt giấy vàng mã trong phạm vi chùa, và kêu gọi các trụ trì phải có trách nhiệm về vấn đề này để xóa đi mê tín dị đoan của quần chúng, mà phần lớn á, họ ít đi chùa và không hiểu được đạo Phật cũng như là văn hóa tưởng niệm ông bà tổ tiên đã qua đời trong đạo Phật. Thì các Phật tử tại gia đó cần tôn trọng quyết định của Giáo hội Phật ở Việt Nam, mà về phương diện quản trị hành chính cao nhất á, là Hòa Thượng Chủ tịch Thọ Đồng Chủ tịch như vừa nêu. Điều hai, ở phạm vi của từng ngôi chùa, trụ trì là người chịu trách nhiệm pháp lý đối với nhà nước và giáo hội. Do đó, các trụ trì phải tuân thủ tuyệt đối các quy định của giáo hội, để các sự việc đáng tiếc không nên xảy ra trong phạm vi ngôi chùa của mình. Năm 86 và 87, thầy làm thị giả Hòa Thượng Duy Lực tại chùa Tự Ân và phụ trách vệ sinh chánh điện. Cho nên mùa tháng 7 âm lịch đó, thì thầy phải phụ trách cái phần mà rút hương, rút nhang đó. Người ta vừa cắm vô, 30 giây sau ta quay đi là mình phải rút ra, chậm vào cái chậu nước. Và làm suốt một tháng như vậy, quý vị biết nhang bao nhiêu không? Nó khoảng là 12 mét khói. Thì người Tàu ta cúng nhang gươm lắm. Lấy tổng số tiền mua nhang bằng độ cao và độ dày 12 mét khói, làm chừng vài năm là có thể cắt được một ngôi chùa. Do cái mê tín từ đâu ra? Vì tăng ni không hiệu quả trong việc giảng đại đạo cho Phật tử tại gia. Mình không dạy làm sao ta chánh tín được?
Nhiều tăng ni không chịu giảng Phật pháp. Vì giảng Phật pháp thì phải cực nhọc, đang khi để cho quần chúng mê tín thì họ cúng nhiều tiền. Càng mê chừng nào thì càng cúng nhiều chừng đó. Cúng để trấn an tâm lý, cúng để giải nghiệp. Do đó tăng ni phải phát huy vai trò đạo sư, đó là dẫn dắt các đệ tử của mình đi theo chánh đạo, là cực hơn, vất vả hơn, tốn kém hơn để Phật tử được hạnh phúc. Đó là tăng ni có lý tưởng cao quý. Và vấn đề này đó thì tăng ni phải tự đề cao trách nhiệm thôi. Thứ ba đó là các Phật tử, thì việc đọc kinh sách Phật dạy đó, nó phải trở thành như là trách nhiệm đạo đức, và xem nó là một cái gì đó rất là thiêng liêng. Giống như tín đồ các tôn giáo khác vậy, đọc kinh thánh họ cảm thấy thiêng liêng lắm. Phật tử Việt Nam thì thờ ơ, ít đọc kinh. Thì chùa Giác Ngộ với Quỹ Đạo Phật ngày nay đó đã nỗ lực hết mình, mỗi năm ấn tống hàng trăm ngàn quyển kinh sách để giúp cho Phật tử tại gia đó đọc được các bản kinh này đó thì vỡ lẽ chân lý ra và khép lại các hoạt động mê tín dị đoan. Thì khi chúng ta đọc được những lời kinh hay, quý vị nhớ mở ra ở trang cuối cùng đó thì luôn luôn có đây là thông điệp bảo vệ môi trường, và trang nữa là tặng biếu lại cho ai, có những cái hàng là mình là cái người xấu đầu tiên. Khi mình đọc mình hiểu xong rồi, hoặc mình có hai bản mình tặng cho người khác để ta đọc, rồi sau khi người thứ hai nó đọc tặng lại cho người khác nữa, cứ như thế chân lý Phật được truyền bá và mình tiết kiệm được. Nghĩa là các Phật tử phải tham gia quần pháp dưới nhiều cách thức khác nhau, truyền bá những bài kinh hay, những bài giảng hay, hoặc là giới thiệu những đường link của các bài giảng hay cho bạn bè đồng tu và người thân của mình. Bắt chước Tin Lành, họ đã làm một cái thống kê xác suất ở tại các quảng trường, khu chợ, khu tập thể, khu bến xe, cứ mỗi 100 người mà họ tiếp xúc để mời gọi tặng kinh thánh và hướng dẫn đạo thì có trung bình 8 người trở thành tín đồ sau đó. Đó là 8%. Họ chấp nhận á là phí thời gian cho 92 người để họ có được 8 người. Và về vấn đề này đó là người theo Tin Lành là làm tốt nhất trong các tôn giáo trên toàn cầu. Cho nên Tin Lành mới có được 402 năm tồn tại, mà đã có hơn 1 tỷ người trên quả địa cầu này đi theo. Đạo Phật 26 thế kỷ mà mới có 550 triệu người đi theo thôi, là bởi vì các Phật tử kém năng động, tăng ni kém năng động trong nhập thế, cái là tu rục tu rỉ, tu để giác ngộ giải thoát, mà phần lớn là tu mê tín, làm sao mà có hiệu quả được. Nhiều cái chùa có đến 50-70 tăng ni, nhưng mà làm Phật sự thì cũng có 1-2 người thôi. Như vậy chúng ta chỉ đặt nặng việc tu mà chúng ta lại không đặt nặng việc phụng sự và làm Phật sự, đó là kém hiệu quả. Cho nên tôi thì không thích mô hình tu viện, tu sĩ vô đó chỉ để tu. Tu thì tốt cho mình, mà không tốt cho đời thì có lợi ích gì cho đời đâu. Ở nhà tại gia mình vẫn tu được. Tôi vẫn ước đến một giai đoạn nào đó đó, mỗi ngôi chùa chỉ cần có 2 tu sĩ thôi, có đủ kỹ năng và kiến thức tổ chức, có đủ kỹ năng thuyết pháp, có đủ năng lực để làm các Phật sự. Và chùa đó thí dụ diện tích là 4.000 mét vuông trên chánh điện, một lần sinh hoạt 5.000 người, cũng có 2 người phục vụ là đã đủ rồi. Còn lại là sử dụng cái nguồn nhân sự là Phật tử phụng sự và phát tâm. Như vậy những ngôi chùa có 100 ni mà theo mô hình này đó thì sẽ có được là 50 địa điểm làm đạo. Cứ 2 người làm đạo ở 1 địa điểm đi thì biết bao nhiêu Phật tử được lợi lạc. Chúng ta hiện có
57.000 tăng ni trên toàn quốc. Và theo mô hình này đó, nếu chúng ta rải ra thì chúng ta đã có được 20 mấy ngàn, khoảng 28.000 địa điểm để làm đạo. Và mỗi tăng ni phải phát huy hết vai trò cao nhất của mình có thể, thì Phật giáo đó trong vòng 5 thập niên thôi sẽ tăng trưởng dân số từ 1:2, 2:4, 4:8. Và tương tự, nếu các Phật tử nhập thế như là tín đồ của Tin Lành, vì chúng ta có học thuyết từ bi, học thuyết là độ chúng sinh, rồi hồi hướng công đức, nhưng mà trên thực tế thì toàn là phát nguyện đầu môi chót lưỡi thôi, không có làm thiệt. Con nguyện chúng sinh, nguyện kiểu này nguyện kiểu nọ mà không có đi làm gì hết. Không đến chùa để phụng sự, không đến chùa để học, không đến chùa để tham gia Phật sự, thì làm sao mà độ chúng sinh? Nên thầy thường khuyên là mỗi Phật tử tại gia phát nguyện một năm phải độ được 12 người trở thành Phật tử. Tức là một tháng trong vòng 30 ngày mà đi thuyết phục một người làm Phật tử đều quá dễ. Mà không làm được thì đừng có đọc cái câu là đưa nguyện chúng sinh, cầu cho tất cả chúng sinh làm việc cho nó mệt. Đó là phát nguyện đầu môi chót lưỡi, không có hiệu quả. Đôi khi đó, niệm Phật được có vài ba câu, con xin hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh, có công đức đâu mà hồi hướng. Niệm Phật thì tâm được bình an, muốn có công đức thì phải phụng sự, làm thiện sự, làm Phật sự. Hồi hướng là thực chất đó, nó đồng nghĩa với từ hiện đại là gì? Quan tâm. Mình quan tâm về người khác, nó là bước đầu của tâm từ bi. Sau cái quan tâm đó là phải có hành động cụ thể, chiến lược cụ thể, phương pháp cụ thể. Cho nên các Phật tử phải hiểu kinh là vậy. Hiểu rồi chúng ta mới dấn thân được. Ví dụ giờ mình thấy một người nào đốt giấy vàng mã, đừng có phớt lờ, để nhắc nhở đây là mê tín, không phải của Phật dạy, có gốc rễ từ Trung Quốc, và nó làm ô nhiễm môi trường, giáo hội đã cấm rồi. Mình lấy dân mạng nó in ra để cho họ đọc, chứ đừng có phớt lờ. Thấy cái gì là của mình cứ phớt lờ hết, trở thành chủ nghĩa Mekano là không ổn. Đó là chúng ta đang làm cho tâm từ bi bị chai sạn, trở thành vô cảm trước nỗi khổ niềm đau mê tín của tha nhân. Đó là lý do mà thầy rất mạnh dạn nói thẳng nói thật trong mấy chục năm nay. Nói thẳng nói thật thì thiên hạ ghét, thiên hạ chửi, thiên hạ đánh hội đồng. Ai ghét ai chửi cái mặt họ, chửi mỗi miệng thì ngưng, giết mỗi tai thì ngưng. Còn nếu mà miệng không mỏi cái chửi hoài mang nghiệp đáng chịu, ngu đáng chịu, có gì đâu sợ. Vậy đó là ba phương diện mà chúng ta ở vai trò nào đó, cố gắng làm tốt vai trò đó. Còn về phía thầy là tu sĩ, thầy nghĩ thầy cũng đã làm hết mình rồi. Những gì cần nói thầy cũng đã mạnh dạn nói. Nói mạnh dạn đến độ một số chùa ta sợ thầy, ta không dám mời thầy tới giảng luôn. Không mời thôi. Thì đỡ mệt hơi tổn sức như sao đâu. Quý vị nên nhớ, thực tế đó, chùa A không mời thì có chùa B mời. Tại tiếc là thầy không đủ sức khỏe thôi. Nếu mà thầy đủ sức khỏe đó, mỗi ngày mà thầy chịu giảng 2 buổi thì thầy có cơ hội được mời ở 2 chùa khác nhau. Như rồi thầy nghĩ là những điều cần nói mình cũng đã nói đưa lên trên mạng đủ hết rồi, cho nên là không cần phải đi nhiều nữa. Và thế vào đó là ấn tống cái máy giảng, thì ai đến cho ta cái máy đó và kêu ta nghe cái bài đó. Đối với những người không biết sử dụng internet, mà biết internet thì mình đọc cái bài đó lên, kêu vào Google gõ lên để nghe. Cho nên nhiều người Phật tử mà cái tôi lớn đó, họ tới gặp thầy là họ bị sốc liền. Thế chủ yếu thì tôi muốn gặp được thầy, ngồi nói chuyện với thầy. Mà nếu như mà thầy mà đi tiếp xúc từng người một, ai cũng nói chuyện hết, thì thầy sẽ chết sớm, không làm được Phật sự gì. Cho nên thầy phải yêu cầu là gì? Chịu khó nghe bài đó, là chi tiết hơn đến 70 phút. Còn thầy nói cũng có 5 phút thôi, không có chi tiết bằng. Còn cái nào cần thiết thì thầy mới tiếp, chứ không phải thầy là chảnh, là khó khăn. Mà phần lớn là tiếp những người khổ đau.
Thì nói tóm lại đó, thì hiện tượng mê tín đã trở thành là mối đe dọa đến hạnh phúc của con người. Thì giáo hội đã có chủ trương xóa mê tín theo lời Phật dạy. Thì công việc còn lại là các tăng ni phải nghiêm túc làm theo, và các Phật tử phải hưởng ứng và truyền bá để dẫn dắt bạn đồng tu của mình thoát ra khỏi cái nghiệp tào lao này.